Yo, hello, what's up, chào anh em nha. Chào quay trở lại với channel mình nên tiểu tử bá đạo người nha. Xin chào anh em của game Kiều Vĩ đại chiến em nhé, tiểu tử bá đạo bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước vào video, trước anh em xem video về đầu video, anh em xin like và một subscriber của channel phát triển cho anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi pull code hút quà anh em, trải nghiệm vào xe mới và đặc biệt nói tôi sẽ cho anh em tổng hợp thể 14 core dùng chung mới nhất của game Kiều Vĩ đại chiến anh em. Ôi, tôi mới tổng hợp được các bạn. Mới vừa rồi thì có 7-8 cốt, 9 cốt, chưa có clip nào đầy đủ anh em. Ngay sẽ lên một clip đầy đủ luôn cốt cho anh em. Hiện tôi nhảy qua xe mới, thấy bữa nay anh em bảo bên xe mới test nhân phẩm mà ra được Marada là chiến luôn. Marada là nghe bảo nạp vào trong đầu game mấy triệu ấy nhỉ. Đâu nhỉ, trong lúc có là có anh em. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi check xem cụ Marada vào đầu game nạp mấy triệu. Tôi nhớ như là 4-5 triệu ấy, phải không? Vì cụ nhị đã là mấy triệu rồi mà. Đây anh Naruto ra đây cha của Naruto anh em 2.1 triệu này, nạp bên web chắc là 2 triệu. Thế còn gói nạp cụ ma không, hôm nay chưa có gói nạp cụ ma anh em. Đây cụ nhị đây anh em, à cụ nhất anh em, cụ nhất nạp cũng 2.2 triệu đây. Đó. Còn ra được mấy con tướng kiểu Marada, chỉ nhất là Marada thế nhưng mà Marada là ngon. Có chưa pull map à? Ok, trước tiên thì chúng ta sẽ pull map để qua được bên chiêu mộ đây anh em, sau đó thì chúng ta sẽ pull code nha. À, còn đâu về cái ải 7 vượt ở bên thì hành trình tu luyện hiện tại thì tôi chưa vượt được anh em, lý do cơ bản là được 9 không đủ thôi nên là cũng chưa lên clip cho anh em được. Đã bảo chưa like cố gắng cày cuốc thì có gì lên clip sớm mà tôi tìm ra mẹo đi qua cái đấy rồi. Anh em nào hứng thú hoặc là chưa đi được thì cứ nhớ đăng ký like và subscribe kênh, sẽ có clip hướng dẫn cho anh em sớm. Rồi ok các bạn, trang map luôn, trang map này xong rồi. Ok chúng ta qua được đấy rồi, đi húp nhẹ bát mì ramen. Hút nhẹ nào. Hướng gì đầu tiên đây, khởi động. Wow, hết nữa. Choro, chỗ này là chơi ngon anh em này. Hồi trước, hồi bữa đầu thì không ấy, anh em cho chơi ngon các bạn có thể cân nhắc đi ngay trong đầu. Ở đầu ra đầu nhiều anh em đánh thấy dễ thì các bạn có bảo này kia đâu, chứ các bạn đi lên cao các bạn mới thấy là không dễ ăn tí nào đâu. Các bạn lên cao các bạn mới thấy, chứ đầu ở dưới thì các bạn đánh lại thì nó dơ bản thì đơn giản, nó vẫn cho các bạn qua ấm thôi à. Và lên cao thì anh em mới thấy mức độ khó của game, để hiểu kẹt map là như thế nào. Cũng như hôm nay kẹt map nên dành tôi mới nhảy xe mới làm video pull code cho anh em đây. Ok tầm bảo còn gì hot không, nhập nốt luôn anh em. À qua VIP anh em, qua VIP 1 rồi. Ok các bạn, sự kiện hành trình ninja ở cái này nó không cho 7 ngày luôn ạ. Tu luyện nó không cho anh em, nó có cho chắc nào đây anh em, phúc lợi đây này đó, và phát nhận được 7 ngày luôn các bạn đấy. Cái này anh em đợi gần đủ đăng nhập đủ các bạn vô luôn. À, quà nhóm Facebook tôi vừa share xong rồi, cái này đơn giản 3 phần quà là anh em cứ đếm vào xe là nhận thôi nên không có gì phải đáng ngại đúng không. Bớt hướng dẫn đi rồi, đăng nhập 7 ngày hôm nay nó cũng cho nhận hết luôn anh em. Đó, đăng nhập 7 ngày hôm nay cũng cho nhận hết luôn các bạn. Rồi ok giờ thì chúng ta đi nhập code nhé. Code thì chắc là không phải hướng dẫn lại đúng không, kích bảng đại diện có phần cài đặt anh em, ở đây sẽ có phần nhập cái code cho anh em. Rồi ok các bạn. Ok, chúng ta sẽ có những code bắt đầu, đó là Kiều Vĩ đại chiến này, à Kiều Vĩ 999 này anh em này. Một code anh em được 10 gói mì ramen lận anh em. Đó, bao ngon luôn, cũng bao ngon. Tiếp theo anh em. Tiếp theo là Kiều Vĩ vui vẻ 1. Cái này là code tuần nhá. Đó anh em. Rồi. Kiểu ví đại chiến các bạn có biết chuẩn không, đây đây tôi vừa hôm qua được cập nhận được anh em đây, chiến Momo. Uầy chuẩn luôn à, ngon nhờ. Gelin rồi ok các bạn, tiếp tục anh em. Jolin Julin à, Hokage đã, Hokage. Rồi tiếp tục sau đó là Julin, okay, chắc là tí tôi sẽ để xuống phần mô tả cho anh em luôn cho dễ các bạn. Anbu. Anbu xong tiếp tục các bạn sẽ đến với Sakura 777, Sasuke anh em, xong Sakura, xong Naruto. Đây, Sakura.
Naruto. Và tiếp theo là 3 phần code mới anh em đây này. Đạt mốc 5k này. Yo. Ngon nhờ. Đạt mốc 7k. Anh cha đủ nhận hai cháu này không ta? Tôi nghĩ là không đâu, mới được 15 mảnh. Nên ở đây nó cho đủ đến tận 45 mảnh. 15 mảnh nữa anh em mới được 30 mảnh thôi, được một nửa. Chưa đủ để gọi anh em, 60 mảnh mới gọi triệu tập được tướng mà. Thế nào, chúng ta được bao nhiêu mì? 39 mì ramen. Chưa đâu một vé nữa các bạn. Trời ơi. Ok xem nào. Mình tha hồ roll ở xe mới anh em. Tha hồ mà roll test nhân phẩm. Rồi. Tiếp lần nữa nào. Ây cha. Căng nhờ. 30 lần mà không được một S nào anh em. Quên, nó không được từ tím nào các bạn. Đây. Rồi ôi. Trong này thì làm được cái gì trời. Ui, lại hệ nước các bạn. Temari nói chung thì mấy tượng búp đạn đầu này cũng được, nhưng mà đang cần tướng nhà hiếm cơ. Để có động lực cày anh em. Đang cần mấy tướng nhà hiếm để có động lực cày game anh em. Chứ mấy cháu này thì làm cái gì. Ui, con nàng này đen đấy nhờ. 5 lần các bạn ra được 2 tướng anh em. Chuyện thật như đùa anh em. Gọi chuyện thật như đùa, chuyện đùa như thật anh em. Trời ơi. Quá căng luôn các bạn. Thư nào. Ok, đây thông báo sự kiện. Sự kiện túi thơm chưa kết thúc. Cái sự kiện này anh em này, cái sự kiện túi thơm này này, nó chưa kết thúc rồi, anh em kênh chủ đổi. Hôm nay ngày cuối sự kiện túi thơm. Túi hai tướng tím anh em. Wow. Ây da, được Margalinza mới anh em. Tử môn. Với xúc sinh đạo. Xúc sinh đạo nam anh em. Cũng được chứ. Nói thì nó là vậy anh em, chơi cho cùng cũng là ok. Nhưng mà sao tự nhiên cho cốt được, cho được nửa mùa như cái này nhỉ? Ảo rồi đấy. Cho kiểu cho thì cho luôn đi. Trời ơi, cho kiểu nửa mùa anh em. 30 mảnh với cả 5 mảnh thì đây ban bao giờ mới đủ anh em. Ngon nhỉ. Ok, đầu in game các bạn. Ok, chúng ta có ngay tử môn. Đấy, thầy My Guy anh em, tử môn. Wow. Cái này sẽ một trải nghiệm vô cùng mới cho anh em, cho vô cùng thú vị ở server mới đây. Ốp anh em 40 luôn đi. Thẳng đường luôn. Đây, nói chung là xem bây giờ anh em chiến đoạn đầu này thì thôi, tôi nói các bạn khỏi phải bàn luôn. Có gì mà phải ái ngại đâu. Uầy, mà đủ team luôn này. Tính ra như ạc này đủ team luôn á. Thế My Guy thấy ulti cái chắc cả đám này bay màu. My Guy ulti. Công đông không? Ủa? Một cháu thôi hả? Ồ, ý hơn so với sự kiến suy nghĩ của mình anh em. Choro. Ít hơn so với suy nghĩ tôi anh em. Mà cái này anh em để dành nên cao hắn nhận sớm để nó nấu vốn.
Ây da, xem nào chị đẹp Temari. Quên, vào đây nhận thêm mấy nhỉ? Nhận thêm chắc đủ rút ít 10 điểm nữa đấy anh em. Để tôi xem nhé, tôi nhận đã. Ok bạn, đúng như tôi nghĩ anh em, đủ hút một ván mì nữa. Tiền up và tướng lên nữa nào. Rồi, ok, làm bát mì ramen nữa xem có gì đặc biệt không. Để cho cụ Marada các chắc tôi chuyển con xe mới nạp tiền chơi luôn anh em. Nhà phát hành sao hiểu được cái tâm tư đấy của người chơi anh em nhỉ. Nó hiểu được đã cho tôi luôn rồi. Nhẹ ba bát chơi anh em. Uầy, cũng đơn hay vậy á. Hệ thủy, à, hệ đó anh em. Ua, con mèo này ngon này. Con mèo này hơi bị ngon anh em nhá. Hút cặp tô thì không ra anh em, hút đơn thì ra. Nhưng nhân phẩm đen quá. Yeah, xem mới mà ra cụ ma thì nghe chắc cũng căng anh nhờ. Nói ok, nói chung thì cũng tổng hợp cốt cho anh em chính thôi. Clip kết thúc đây nha. Hẹn anh em tiếp theo, cảm ơn dõi theo video kênh Tự Tử Bá Đạo nhiều. Ok, còn video này kết thúc đây. Cảm ơn người theo, bye bye.